Sau 2 năm thực thi luật hợp tác xã 2013, cả nước đã có hơn 1.000 hợp tác xã kiểu mới được thành lập, không chỉ tập trung hoạt động trong các dịch vụ đầu vào, bán giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Những hợp tác xã này thì hầu hết là đã tự chủ cũng như là hình thành được các mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các xã viên. 10 năm trở lại đây, thay vì sản xuất lúa thương phẩm, chị Phạm Thị Hiên đã chuyển đổi 1 hecta sang trồng lúa giống theo hợp đồng với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp của địa phương. Không chỉ được hỗ trợ 30% chi phí mua giống, vật tư, 100% sản phẩm sẽ được hợp tác xã bao tiêu nếu chị Hiên tuân thủ các quy định do hợp tác xã đưa ra. Phải có rằng hợp tác xã phải đưa giống chuẩn về, mà mình làm lúa cũng phải chuẩn, cũng phải gieo mạ, phải vào một khu, cấy vào một khu và khử lẫn. Đấy thì nó cũng phải cam kết như thế thì mới làm được lúa giống. Thế mà kể cả máy phụt cũng phải chuẩn, cũng phải chuyên phụt lúa giống, chứ không phải phụt máy phụt lúa lọ sang lúa kia. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Yên Bắc là đơn vị bao tiêu lúa giống cho bà con. Hiện nay, 1.000 hộ gia đình ở xã Yên Bắc là thành viên của hợp tác xã. Từ 2 năm nay, mỗi năm hợp tác xã bao tiêu cho bà con từ 500 đến 600 tấn lúa giống, với giá luôn cao hơn giá thị trường từ 800 đến 1.200 đồng 1 kg. Chúng ta phải có hợp đồng ký kết giữa hợp tác xã với các công ty, xí nghiệp. Đấy. Có hợp đồng rồi thì chúng ta triển khai hợp đồng. Và chúng ta lại phải làm cái hợp đồng lại đối với các đội sản xuất để người ta tổ chức thực hiện. Thế và hợp tác xã cử cán bộ kỹ thuật xuống hướng dẫn xã viên. Sau đó là khi cái thành phẩm đủ tiêu chuẩn rồi thì chúng ta tổ chức nhập kho và trao hàng lại cho các công ty. Đấy. Thế và cái thanh toán ấy thì hợp tác xã sẽ thanh toán với các công ty. Sau đó là sẽ trả lại cho xã viên của mình. Cách làm của hợp tác xã Yên Bắc cũng là mô hình mà nhiều hợp tác xã kiểu mới đang thực hiện tại các tỉnh miền Bắc. Riêng về đối với lúa giống ấy, thì chúng tôi sẽ tổ chức là thu mua cho bà con. Tất nhiên là với cái giá là bằng giá ở thị trường thôi, bằng giá ở thị trường thôi, chứ không thể bằng với cái giá mà ký hợp đồng của phía doanh nghiệp. Còn phía doanh nghiệp thì người ta cũng thực hiện cam kết là sẽ hỗ trợ lại một phần hoặc là 100% cái giá giống mà người ta đã đầu tư cho phía bà con nông dân. Và phía hợp tác xã thì qua quá trình tổ chức như thế thì người ta cũng sẽ hỗ trợ một phần cái tiền dịch vụ mà hợp tác xã đã đầu tư ra ban đầu. Theo thống kê của Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có hơn 10.000 hợp tác xã, nhưng chỉ có khoảng 10% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Liên kết giữa các hợp tác xã thì họ sẽ tạo ra được cái tầm quy mô lớn. Nhưng liên kết giữa hợp tác xã với các tác nhân khác thì nó tạo ra sự tin tưởng và tạo ra cái khả năng quản lý, đặc biệt là quản lý về quy trình sản xuất, về cái chất lượng. Thị trường sẽ đặt hàng thông qua doanh nghiệp sẽ đặt hàng cho hợp tác xã tổ chức nông dân để sản xuất, đạt được cái chất lượng đấy. Không chỉ bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, hiện các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp còn tổ chức nhiều khâu dịch vụ cho xã viên như dịch vụ làm đất, cung ứng giống vật tư, thú y, môi trường. Với cách thức hoạt động này, hợp tác xã kiểu mới được đánh giá sẽ giải quyết được việc sản xuất manh mún, nhỏ lẻ để nhanh cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho xã viên.